Video này được phục vụ tốt nhất lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc bật lên khi bạn đang làm một cái gì đó và cần âm thanh nền. Được tham khảo từ nhiều nguồn trên mạng và tổng hợp lại bởi vui vẻ. Content bởi Sang Sung và tổ quản quại thiên tai nói đơn giản được hiểu là những thảm họa thiên nhiên cụ thể ở đây là đến từ trên trời và một trong những cách mà con người tránh những thảm họa từ trên trời rơi xuống đó là đừng nhìn lên rời trong clip này chúng tôi sẽ recap bộ phim Don't Look Up để thấy cái cách mà con người ở thời đại công nghệ tân tiến ứng phó với một thảm họa vô cùng lớn chuẩn bị ập tới với trái đất như thế nào cơ bản là giống Deep Impact nhưng phim này có bổ sung thêm một số cách mà con người đối phó với thảm họa bằng những công nghệ tân tiến và những con người chọn cách chiến đấu vì sự thật sẽ nhận lại điều gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé bộ phim bắt đầu với phân cảnh vào một buổi tối như mọi khi của cô sinh viên thiên văn học ở đài thiên văn cô đang nhập liệu vào cỗ máy kính viễn vọng to tổ bố để chụp lại hình ảnh các vì sao chắc là để làm bài báo cáo. Sau đó mặt cô bỗng biến sắc khi xem qua hình ảnh vừa trả về từ kính viễn vọng. Hóa ra cô đã phát hiện ra một vật thể lớn đang bay, có thể gọi là sao chổi. Cô vui vẻ chia vui ăn mừng với các bạn và cả thầy của mình. Sau đó thầy đặt tên cho sao chổi này là sao chổi Dibiaski, theo tên của cô gái đã phát hiện ra nó. Cuộc vui chưa được bao lâu thì giáo sư Mindy cùng với các sinh viên của mình đã bắt tay vào việc tìm vận tốc cũng như quỹ đạo của sao chổi này. Và sau một loạt những phân cảnh với những lời thoại chuyên môn thiên văn thì giáo sư Mindy đã vô cùng hoang mang với những con số đang giáo sư cùng với cô sinh viên kia đã gọi đến cho cơ quan lớn hơn cụ thể là NASA và văn phòng điều phối phòng vệ hành tinh để thông báo về việc có một sao chổi to khoảng 5 đến 10 cây số hay là km lao thẳng vào trái đất trong vòng chính xác là 6 tháng 14 ngày nữa. Và những người đang nghe thông tin này đều hiểu và quan ngại rằng đây thực sự có thể là sự kiện cấp độ tuyệt chủng. Theo một số thông tin chúng tôi thu thập được chủ yếu là Google, YouTube, một số clip của Neil deGrasse Tyson thì phim đã cố gắng bám rất sát thực tế về kích thước mà sao chổi hoặc thiên thạch có thể hủy diệt sự sống của trái đất, cụ thể là 5 đến 10 km. Vì thực tế trong quá khứ trái đất chúng ta đã từng có sự kiện diệt vong xảy ra do thiên thạch, đó là thời kỳ khủng long ngạc nhiên thay kích thước của quả thiên thạch đã tiễn vong đa số loài khủng long tồn tại trên trái đất được ước tính to khoảng 9,6 km buồn cười thay quả cầu đất này khá nhỏ so với trái đất nếu so với kích thước nhưng sức công phá của nó có thể thừa sức reset trái đất và minh chứng cho sự tỉ mỉ của mình về vấn đề này thì phim đã lồng ghép một số chi tiết trong câu thoại của giáo sư Mindy để foreshadowing về tai họa mà sao chổi này có thể gây ra lần cuối có một sao chổi gần mặt trời như vậy là rất lâu trước cả nền văn minh của loài người anyway sau đó giáo sư Mindy và kết cô sinh viên phát hiện ra sao chổi. Được yêu cầu chuẩn bị cho một chuyến thực địa đến thủ đô Washington ngay lập tức. Cả hai thầy trò vẫn không tin đây là sự thật khi được ngồi trên máy bay quân sự ngay trong đêm và để chấn tĩnh lại thì kết đã hất cùn. Cả hai thầy trò đang ngồi chờ trong Nhà Trắng và càng hoảng loạn hơn khi nhận ra rằng bản thân cả hai chuẩn bị được gặp tổng thống mỹ và thông báo rằng chỉ còn hơn 6 tháng nữa thôi mọi sinh vật đang tồn tại trên trái đất này hoàn toàn sẽ tuyệt chủng tương tự như deep impact thì phim đã tạo bất ngờ cho chúng ta rằng ở một thực tại song song nào đó hillary đã thực sự thắng trump và trở thành nữ tổng thống đầu tiên còn deep impact thì giả định rằng một tương lai gần hoặc chí ít là một thế giới nào đó xứ sở cờ hoa sẽ được dẫn dắt bởi người da màu đôn lúc cắp dẫn vào phân đoạn nữ tổng thống bước ra với dáng đi khoan thai cùng dàn cận vệ đi chung vô cùng uy tín tuy nhiên do còn những vấn đề khác cần được giải quyết nên cả ba người vẫn chưa được trao đổi thông tin nguy cấp này với tổng thống trong thời gian chờ đợi thì họ lướt mạng xã hội và cảm thấy ngán ngẩm với những gì mà mọi người đang quan tâm và chủ đề đó là câu chuyện chia tay chia chân của một dj và một ca sĩ đương nhiên với những thông tin mà họ đang có về vận mệnh của trái đất thì dường như những câu chuyện phiếm mạng xã hội như thế dần trở nên nhỏ bé và không đáng được quan tâm sau cả ngày chờ đợi công cấp cả ba đến một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi lúc này ta biết được câu chuyện ngoài giờ làm việc của hai thầy trò kết đang khá stress vì mớ thông tin siêu to khổng lồ này nhưng bên cạnh cô là một gã trai không quá tốt cũng không quá tệ còn giáo sư mindy thì đang có một gia đình đầm ấm một vợ hai con khá ổn ngay ngày hôm sau cả ba được gặp bà tổng thống và báo cáo thông tin này và thứ mà ba người nhận lại từ tổng thống là ngồi yên và đánh giá kết phản ứng lại ngay bà bị điên à cả thế giới đang trên bờ diệt vong mà bà kêu ngồi yên chờ đánh giá cái con mắm đù này mày là ai vậy con mày là ai con trai bà ta à? này tao là tránh văn phòng ở đây đấy sau khi tìm nguồn lực hỗ trợ bất thành từ tổng thống thì cả ba tìm cách tuồn tin ra thông qua các mạng lưới truyền thông hiện có để cho người dân được biết những gì mà họ cần biết tuy điều này có thể gây ra sự hỗn loạn đấy nhưng người dân cần được biết ở phân cảnh tiếp theo chúng ta được giới thiệu tới một thương hiệu đang cực kỳ có sức ảnh hưởng ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta sẽ bàn tới ở phần sau của phim tập đoàn công nghệ bash trong một buổi ra mắt sản phẩm mới ông peter người sáng lập bash đã cho thấy khả năng kiểm soát cũng như là thao túng đám đông đỉnh cao như thế nào màn ra mắt sản phẩm này làm tôi liên tưởng đến anh quảng nổ bê phôn phải chi mà anh có khả năng thuyết trình tốt như thế này thì mọi người có lẽ cũng sẽ cân nhắc đến sản phẩm của anh quay trở lại câu chuyện sau khi ra mắt sản phẩm thì đội ngũ của ông đã đưa cho ông xem thông tin về sao chổi đi Biasky. ông chú này sau khi xem xong tấm hình mắt sáng dở như sắp vớ được cả mớ vàng khổng lồ trở lại hành trình truyền thông của hai thầy trò thì kết thông qua bạn trai của mình cô đã đến được tòa soạn báo the new york hero bản parody của the new york times anyway thì sau một hồi bàn luận sôi nổi thì đến khi quyết định phải chuẩn bị thật kỹ cho mọi thứ Khoan khoan, nếu chúng ta đưa thông tin cấp thiết này đến cho công chúng thì có thể bị ghép tội à? Đúng rồi cha. Cha nội này cần được đào tạo về truyền thông. Chứ ông này mà lên mấy bài phỏng vấn thì chắc toi mạng cả đám. Và cụ thể ở đây, thế giới trong phim này đang tồn tại một chương trình đưa tin trực tiếp cực kỳ nổi tiếng, chương trình The Daily Rip được dẫn chương trình bởi Jack và Bree và hai thầy trò may mắn thay sẽ chuẩn bị được lên sóng và thông báo với công chúng về sự kiện này. Ở phân cảnh kết thông báo tin giữ này một cách sỗ sàng thì phim đã liên tục chuyển cảnh từ góc độ của người xem qua màn hình TV đến góc máy đối diện kết ngay tại phim trường. Kể cả màu phim lúc này cũng có sự khác biệt đôi chút. Điều này cho ta thấy hai khía cạnh là sự thật và thông tin tưởng chừng là sự thật mà người xem đang được biết. Sau màn tuôn trào cảm xúc của kết thì ngay lập tức cô đã cực kỳ nổi tiếng bằng việc được chế mim và lan truyền khắp nơi trên nền tảng mạng xã hội và như một lẽ đương nhiên, người dân vẫn chưa quan tâm đến xấu kia Mặt khác giáo sư Mindy lại may mắn hơn khi được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn Với vẻ ngoài điển dai cùng sự bình tĩnh Chắc do mới vừa sử dụng Sanax Đến nỗi đặt vào hạng mục AILF Nhà thiên văn mà tôi muốn được ân ái cùng Băng đi một thời gian giáo sư mindy vẫn miệt mài với công cuộc truyền thông bằng cách chơi đùa với các nền tảng mạng xã hội còn kết và anh da đen tiến sĩ thiên văn học vẫn quay lại cuộc sống của mình thì một ngày đẹp rời cả ba bị fbi ghé thăm bế về nhà trắng cốt là để bàn về mức độ nghiêm trọng của ngôi sao chổi này và tìm cách ứng phó với nó tuy nhiên kết ngay lập tức nghi hoặc về thông tin này kết kiểu bà đang thất thế trong cuộc tranh cử giữa nhiệm kỳ nên bà định đứng ra giải quyết việc này để lấy lòng tin đúng không ừ thì sao à không có gì tôi mừng thôi vì mấy người cuối cùng cũng quyết định làm điều gì đó cuối cùng thì điều mà cả ba người mong muốn nhất đã diễn ra một tin xấu được thông báo đến người dân với cấp độ nguy hiểm cao nhất đồng thời cũng công khai thêm phương án giải quyết phù hợp nhất đó là cho phóng các tàu con thoi và vệ tinh chứa đầy chất nổ hạt nhân lên tọa độ sao chổi đang bay đến cố gắng làm lệch quỹ đạo bay của sao chổi đó khiến cho nó bay tránh ra khỏi trái đất xa nhất có thể tuy với khả năng quân sự của mỹ thì có thể phá hủy sao chổi từ xa nước mỹ sẽ nâng bi chính mình bằng cách đưa thêm một người mỹ da trắng điển hình cụ thể là một ông redneck điển hình để tăng thêm tính sử thi của sứ mệnh lần này đúng như dự đoán sau khi thông báo này kết thúc mạng xã hội dường như nổ tung, tràn ngập những bài viết với nội dung hỗn loạn, lo lắng rằng là ngày tận thế sắp đến nếu như nhiệm vụ ấy không thành công và cả ba được dịp để đi truyền thông nhiều hơn. Cốt là để xác nhận những thông tin kia. May mắn nhất là giáo sư Mindy khi đã thành công chiếm trọn cảm tình của cư dân mạng. May mắn đến nỗi được lên giường với cô dẫn chương trình nổi tiếng của giờ Daily Rip, mặc cho những hoài nghi những lo lắng thì ngày mà con tàu chứa những hy vọng cứu rỗi trái đất chuẩn bị được phóng em lên cung trăng. À không, ý tôi là phóng ra ngoài vũ trụ đã tới những ánh mắt mong chờ của con dân trái đất cùng với những lời diễn văn đầy miệt thị của tên da trắng được gửi theo con tàu con thoi kia tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng hồi hộp và choáng ngợp bất ngờ thay ông peter người có số có má cũng xuất hiện ở phòng nơi chỉ huy sự kiện lịch sử này diễn ra khuôn mặt của ông vẫn đờ đẫn như mấy thằng nghiện như mọi khi ông yêu cầu được gặp riêng bà tổng thống những tưởng mọi chuyện đang đi đúng theo dự tính thì đột nhiên con tàu chất chứa những hy vọng kia bỗng quay trở lại nó không phải vì lỗi kỹ thuật mà đâm xuống đất mà nó quay trở lại có mục đích và điều này quả thật không tốt chút nào quả thật đây không phải là điểm lành đặc biệt là khi ông peter kia xuất hiện vì ông muốn thay đổi kế hoạch đối phó với sao chổi kia đúng là dân có số có má cụ thể là lắm tiền muốn gì là mọi thứ xoay chuyển thay đổi theo ý mình sau một hồi thuyết trình cụ thể là thuyết phục mọi người bằng khả năng tạo ra giá trị của ngôi sao chổi này thì kế hoạch mà ông cũng như đội ngũ nghiên cứu ở bash đưa ra là phóng những con drone của bash lên sao chổi rồi phân nó ra thành từng mảnh nhỏ rồi để nó rơi xuống khắp các bờ biển gần mỹ ở đó có hải quân hoa kỳ phi tàu tới thu gom chúng lại vì theo như ông cùng đội ngũ của mình tính toán thì sao chổi này mang trong mình những khoáng sản ước tính có giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đô hèn chi mắt của bà tổng thống sáng rực rỡ chỉ biết lắng nghe theo ông Peter đang liên thiên về khả năng tạo ra tiền của ngôi sao chổi kia và với cả ba nhân vật chính thì điều này hết sức điên rồ chưa kể đến việc rủi ro của các drone kia khi phóng ra ngoài vũ trụ rồi bay đến sao chổi kia còn một điều khá đáng quan ngại hơn là thời gian trong khi sao chổi kia sắp bay cận kề đến bầu khí quyển của trái đất mà con người vẫn tính đến việc khai thác giá trị từ những cục đá bay đến từ hành tinh khác quả thật là tất cả chúng mày bị điên hết cả rồi kết sau khi biết được thông tin này thì tuồn ra ngoài đôi chút khi ngay sau đó cô đã bị FBI một lần nữa bế đi và họ ép cô phải ký và cam kết kết không tham gia truyền thông về chủ đề này nữa gần như off the grid biến mất và những thứ mà hai thầy trò nhận được sau khi công khai sự thật đó là kết mất người yêu và sự dùng bỏ của bố mẹ khi biết cô chống đối lại kế hoạch mới của chính phủ giáo sư Mindy thì bị vợ phát hiện mình đang tòm tèm với cô dẫn chương trình nóng bỏng sự chán nản mệt mỏi kiểu nghi ngờ nhân sinh quan bao trùm lấy bộ phim vào thời điểm này ở giai đoạn này thì chỉ còn 25 ngày nữa thôi sao chổi Dibiaski sẽ reset lại sự sống trên trái đất đồng thời các drone của bác sẽ hoàn thành và sẵn sàng cho nhiệm vụ xử thi tiếp theo trong buổi gặp Peter thì giáo sư Mindy dường như đã ngộ ra rằng Dù cho kế hoạch này có thành công hay là thất bại Thì những con người này, những con người có chức có quyền này Cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến tính mạng của con dân trái đất Và trong buổi phỏng vấn với giờ Daily Rip tiếp theo Giáo sư cuối cùng cũng đã bày tỏ cảm xúc thật nhất của mình khi phải đối mặt với những con bài truyền thông ngớ ngẩn này. Và lần này giáo sư Mindy đã đứng về phía của Kết khi đối diện với sự thật vũ phàng. Khi đang trên đường về nhà thì giáo sư nhận được một cuộc gọi từ Kết báo rằng ông hãy nhìn lên rời đi. Sao chổi đó đang hiện diện trước mặt chúng ta gần hơn bao giờ hết lúc này đây những con người tin vào sự thật đã tạo ra một làn sóng trào lưu với hashtag justlookup để tuyên truyền với cả thế giới hãy nhìn lên đi và chứng kiến sự thật sẽ diễn ra ở bên kia chiến tuyến những người ủng hộ tổng thống đang cố gắng tuyên truyền quan điểm ngụy biện kèm với hashtag don't look up để kêu gọi người dân hãy tin vào kế hoạch của bà cũng như bash may mắn thay cặp đôi nổi tiếng trên mạng kia cũng đứng về phía sự thật để ủng hộ việc đó thì cả hai tạo ra một concert giới thiệu bài hát mới lẫn tuyên truyền về sự thật đến với mọi người bài hát thì cũng cuốn phết lời bài hát rất đi thẳng vào vấn đề và trong một buổi meeting ngoài trời thì những người ủng hộ tổng thống đã thấy sao chổi gần hơn bao giờ hết họ đã quay lưng tới tấn công bọn chúng tuy lúc này liên hợp quốc đã có động thái chuẩn bị kế hoạch đối phó riêng với sao trổi nhưng không biết rằng bằng một cách thần kỳ nào đấy chính phủ mỹ và bash đã loại các nước lớn ra khỏi nhiệm vụ cứu rỗi trái đất tức có nghĩa là họ muốn ăn hết cục đá đó một mình nên đã cho tấn công một trụ sở của nga thế là giờ thế giới chỉ còn tồn tại mỗi mỹ với nhiệm vụ giải cứu trái đất cả ba nhân vật chính biết rằng nhiệm vụ của bash có phần trăm thất bại khá cao nên rồi họ chọn cách đối phó với sự thật hiển nhiên đó bằng cách ở bên cạnh những người thân yêu nhất ăn một bữa tối thật hoành tráng đón nhận sự diệt vong đó sự thật phũ phàng những con drone của Bash chưa bay ra khỏi bầu khí quyển đã bị hư hại vài cái Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến Mọi người chạy đi hốt hoảng khi biết được nhiệm vụ này đã hoàn toàn thất bại Và như mọi bộ phim tận thế khác Giới cầm quyền chuẩn bị sẵn một con thuyền để bay ra khỏi nơi va chạm Bà Tổng thống có liên lạc với giáo sư Mindy để hỏi xem ông có muốn đi hay không Ông từ chối và muốn sử dụng khoảng thời gian cuối cùng này ở bên cạnh những người thân yêu nhất Và rồi phân cảnh mà tôi cho là đáng giá nhất phim Cả ba nhân vật chính cùng với gia đình của mình Tuy mặt đất đang có những rung chuyển do sự va chạm của sao chổi, nhưng họ lại không hề hoảng hốt. Trái lại họ điềm tĩnh hơn bao giờ hết Đón nhận nó Đón nhận sự diệt vong với sự hài lòng Rằng mình đã cố gắng hết sức có thể Rằng mình đã đưa ra những quyết định hợp lý Và giờ đây họ đón nhận nó như một lẽ tất yếu Cuối cùng bộ phim kết thúc với phân cảnh Con tàu cuối cùng phóng ra khỏi trái đất Hạ cánh ở một hành tinh nào đó khoảng trăm à, 22.740 năm sau Bọn họ trần như nhộng đáp xuống một hành tinh lạ quắc Và rồi họ bị làm thịt bởi những loài động vật kỳ lạ Một cái kết phim vô cùng viên mãn Phan phách về bộ phim này Đạo diễn đã hoàn thành kịch bản phim này trước khi đại dịch ập tới. Sau khi trải qua đại dịch thì ông thấy kịch bản này vẫn chưa đủ điên nên ông đã chỉnh sửa chúng để cho chúng ta những khán giả cái nhìn tổng quát nhất về cách mà con người ứng phó với một sự kiện lớn ảnh hưởng đến nhiều mặt trong đời sống của chúng ta. Tuy là phim có lấy lại ý tưởng của bộ phim Deep Impact ra mắt vào năm 1998, nhưng đạo diễn và đội ngũ làm phim đã khéo léo đưa những tình tiết và cách con người trục lợi từ thảm họa và cách mà con người đối xử với nhau lúc thảm họa xảy ra. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Bộ phim này có xứng đáng cực phê hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận cho chúng mình cũng biết với nhá còn bây giờ thì tôi phải đi ngắm sao đây tôi quản quại xin chào và hẹn gặp lại